Dương Anh xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Dương Anh sẽ hướng dẫn mọi người chúng ta ngâm ổ phân bằng cái bã đậu. Bã đậu này thì chúng ta mua rất là rẻ. Ví dụ Dương Anh hôm qua mua đầy một xô này. Một xô này khoảng 17 đến 8 lít ấy. Mà đầy một xô này thì cũng chỉ có mấy nghìn thôi à. Có 4.000, 4.000 đồng chỗ này. Cái này các bác có thể đến các cái tiệm mà họ làm đậu phụ ấy. Thì họ sẽ làm, họ sẽ có những cái này họ bán. Thì thường họ hay bán cho những ai mà chăn nuôi lợn. Ở trong cái bã này thì nó sẽ có hàm lượng chất xơ nhiều hơn, cho nên là khi chúng ta ủ mất nhiều thời gian hơn một chút so với lại chúng ta ủ từ cái nước đậu. Và khi chúng ta ủ cái này thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái chế phẩm IMO4 để chúng ta ủ. Nó sẽ giúp cho cái phân của chúng ta về sau này nó không bị mùi thối lên ấy. Mà cái này nó mà thối thì nó đặc biệt, nó rất là kinh khủng. Mà nếu mà chúng ta sử dụng ở những cái không gian hẹp thì nó còn càng kinh khủng hơn. Ở đây thì Dương Anh cũng sẽ tận dụng luôn, đó là những cái phần bã, phần cặn của cái chế phẩm IMO khi mà chúng ta hoàn thành ấy. Chúng ta lọc ra thì nó còn phần bã này. Ở chỗ này thì nó còn khoảng 1 lít thôi. Thì Dương Anh sẽ sử dụng luôn cái phần cặn này để chúng ta ủ. Phần cặn cuối cùng mà chúng ta sau khi lọc xong cái IMO ấy thì chúng ta có thể sử dụng để ủ phân, hoặc là các bác có thể bồi thêm để chúng ta lại nhân tiếp lên cái IMO tiếp. Và khi chúng ta nhân ủ tiếp thì nó sẽ không cần, chúng ta không cần phải bồi thêm cái men kia nữa vào, mà chúng ta sử dụng đây là cái men gốc và chúng ta lại nhân cái thứ cấp lên nhá. Còn bây giờ thì Dương Anh sẽ hướng dẫn mọi người cái cách để ủ phân. Và bây giờ thì Dương Anh sẽ lại cho cái bã đậu này vào trong một cái thùng. Chúng ta cố gắng sử dụng một cái thùng nó lớn lớn một chút. Ở đây Dương Anh có khoảng 5 cân, hơn 5 cân một tí cái bã đậu mà 1 lít MO4 chúng ta sẽ cho vào. Sau đó thì chúng ta sẽ bơm nước lên, thì các bác sẽ tính theo tỷ lệ như sau. Cái công thức của Dương Anh làm đó là 1 lít MO cộng 5 kg cái bã đậu và cộng thêm 50 lít nước thì Dương Anh sẽ cho vào đây. Cái thùng này nó khoảng 60 lít thì Dương Anh sẽ cho xấp xỉ cũng lên khoảng này. Thì bây giờ Dương Anh sẽ cho nước vào nhé. Như vậy là Dương Anh đã cho nước. Ok, như vậy là Dương Anh đã cho được cái nước đủ rồi. Thì bây giờ sẽ chúng ta có một việc rất là quan trọng, đó là chúng ta phải đậy kín cái này lại để làm sao nó tránh được côn trùng rồi các cái vi khuẩn có hại xâm nhập vào. Thì cái vi khuẩn có hại xâm nhập vào nó lại gây mùi thối của cái này rất là mạnh luôn. Cái bã đậu nành này nó rất là giàu đạm, cho nên là chúng ta khi mà chúng ta ủ mà không kín được ấy thì vi khuẩn có hại và các côn trùng nó vào nó đẻ trứng ấy thì nó gây mùi thối rất là khó chịu luôn. Cái phân bón từ bã đậu này thì chúng ta sẽ làm và sẽ ủ mất thời gian lâu hơn, thì thường nó sẽ phải mất khoảng 1 tháng để nó phân giải ra cái thành cái phân của chúng ta. Phân này thì rất giàu đạm mà chúng ta bón, có thể bón cho rau, bón cho cây các thứ, nó tốt lá và khỏe mạnh cây rất là tốt luôn. Với cách làm này thì chúng ta hoàn toàn chủ động được cái phần phân bón với giá thành và chi phí rất là thấp mà nó lại mang lại hiệu quả cao. Và Dương Anh hy vọng rằng mọi người cũng sẽ làm được thành công. Video này thì Dương Anh xin tạm dừng tại đây và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Dương Anh nhé.